Ở đây tức là nhà con ở đây à? Dạ, nhà con đây để ba đứa con ở đấy, sau khi bị sụp thì nhà con lại mượn chủ ở với nhà. Ồ, vậy là bây giờ mình cũng chưa có nhà. Ừ. Chưa có nhà. Đây là Nhà con để ba đứa ở trên này, con đứa thứ tư thì con để trên viện 27 tỷ là ở ăn ở trên với bác sĩ. Bác sĩ chồng ở trên viện, bác sĩ viện nhi tỉnh nhá. Đây là bác bạn cháu. Này đấy, bạn này là ở trên tỉnh. Dạ, trên tỉnh bác sĩ chồng. Ừ. Bố mẹ mất hết. Tìm tìm cẩn thận đây. Bé bị bệnh này. Vậy vậy là ba ba đứa con là đẻ trong cái nhà này. Ba đứa con đẻ trong nhà này. Ừ, nhà này mà bây giờ là nhà bão đấy. Nhà bão bị sập cái nó. Ô. Ôi, nhưng mà mấy cái viên ngói kia là sập thì cho nó thì phải lấy xuống, không không có là nó rớt xuống. Nó đã sập rồi thì cho nó sập hết xuống đi. Không có là tiền làm đâu. Thì nhờ anh em bác cho bắn tôn lên đây. Nhờ anh em thôi. Có hộ khẩu riêng chưa? Dạ có rồi. Hộ khẩu cho mang 6 bà con gì? Dạ, rồi như các bác làng riêng họ làm cho cái mái lên hay là che bạt thôi. Nếu chưa có tiền đâu mà làm tốn. Nếu con bị tim bẩm sinh thì lấy tiền đâu. Ô, là con tim bẩm sinh à? Dạ. Tim lên đây. Cháu bị à? Cháu bị tí mà cháu ơi. Nhìn bé đây là biết rồi này là thể bệnh này. Nhìn nhìn mặt rất là biết rồi, tim bẩm sinh. Nhưng mà cháu cháu này là đẻ trên bệnh viện gì? Bệnh viện bác sĩ chăm đến viện, bác sĩ đăng lên kêu gọi mấy ngày nay rồi. À. Bác sĩ ở tỉnh trung, ở tỉnh với trung ương chứ hòm biết đến cháu đấy. Ừ. Bác sĩ trên bệnh viện Nhi đó, bệnh viện Nhi Thanh Hóa đó. Ừ. Đây là cháu thứ tư à? Dạ, cháu mới cháu thứ năm. Ủa, thứ năm. Thứ năm, vậy là bốn cháu kia đang đi học. Mấy cháu kia thì khổ quá đấy, một cháu thì đang đi làm ngoài Hà Nội ấy. À. Còn một cháu thì bằng ba mẹ nuôi đấy. À. Họ thương họ rước đi thôi. À à. Còn ba mẹ con. Ừ. Họ thương và họ rước đi. Tức là một một người thì nhận về nhận một cháu làm con nuôi, họ họ đưa đi rồi. Không, thì cháu làm sinh ra 24 ngày là mẹ mất. Mẹ mất rồi cái ba để nuôi cháu. Mẹ cháu cháu đẻ ra được 24 ngày là mẹ cháu mất. À. Tức là mẹ của mẹ cháu đây, tức là bà nội của bà ngoại của cháu đây. Ba đấy là ba nuôi. Ừ. Ba, mẹ của cháu đẻ ra, nhưng đẻ mẹ ra mà mất rồi, sao ba đấy nuôi chứ ba. Ừ. Mẹ của cháu bé này mồ côi. Tức tức là con bây giờ gọi con đi, bây giờ con là mồ côi mẹ được mấy tháng là mẹ mất, hay được 24 ngày là con mồ côi mẹ. Rồi bà đến nuôi. Rồi giờ bây bây rồi, bây giờ nuôi con, rồi bây giờ đến lượt nuôi cháu. À vậy rồi thì là vậy. Nhưng mà con ở đâu mà nội trọ trẻ vậy? Nghệ An. Nghệ An ở ở Đô Lương á? Dạ ở Con Cuông. Ở Con Cuông. Con Cuông là miền núi đó. Ừ. Chứ làm sao mà lại trôi giạt mấy ra Thanh Hóa đây? Điện thoại đấy. À, quen nhau ở trên điện thoại. Ừ. Trên mạng đó. Ừ. Rồi rồi lấy chồng ra Thanh Hóa. Được năm đứa con, bây giờ đứa thứ năm á thì là bị tim bẩm sinh. Và một cháu nữa thì bây giờ đi ở với bà mẹ nuôi. Lấy Chúa, bị bệnh u, bị u u u ở đâu? À. Ồ vậy à. Cái ba bữa bao đấy cũng kêu gọi để mổ cho cháu. Ừ. Cái u đấy gọi là u gì? Cháu biết u lanh, nhưng bác sĩ bảo u lanh nhưng phải mổ cho cháu. Ừ. Ừ. Còn cái cháu lớn năm nay bao nhiêu tuổi thì làm? Cháu lớn năm nay 17 tuổi. 17 tuổi mà đi lâu chưa? Đi làm lâu chưa? Có ai giúp đỡ để đi làm ở đấy không? Cháu cũng ở, họ cùng bạn bè kêu gọi rồi bảo đi ra đấy đi làm mà. Ừ. Mới đi được có 2 tháng nhưng chả có tiền đâu. À, thế là cũng chả học hành gì cả. Nên bảo tết năm nay, bảo thấy nhà khổ đấy, cháu nghỉ. Ừ. Rồi bây giờ có còn cháu nào đi học không? Có hai cháu đi học, với nhà trường đứng miễn giảm cho mà cùng đóng ít thôi, kiểu hồ nghèo đấy, họ giảm cho một ít. Ừ. Cùng mỗi cháu 1 triệu cũng phải đóng. Ừ. Đóng là 3-4 triệu, nếu mà bình thường thì 3-4 triệu, nhưng mà nhà trường họ thương, họ bảo đóng 1 triệu một cháu thôi. Ừ. Chứ hai cháu đi học thì một cháu lớp mấy, cháu lớp mấy? Một cháu lớp 7 và một cháu lớp 1. Lớp 1, lớp 7 là con trai con gái? Con trai. Trai cháu tên gì? Nhật Long. Nhật Long. Dạ. Rồi còn con gái lớp 1 này lớp mấy? Lớp
một thì con trai tiếc. À, cũng con trai. Nguyễn Tiến Đạt. Nguyễn Tiến Long, Nguyễn Tiến Đạt. Một cháu gái bà ngoại rượt. Hai cháu gái bà ngoại rượt về trong kia nuôi cả. Một cháu đang đi làm 17 tuổi thì ba cùng nuôi. Cũng là gái. Ba nuôi hết. Thế là chỉ có bé trai là đang ở đây thôi. Nhưng bé trai đang ở đây. Bé trai đúng không? Chị đâu mẹ nói ba mẹ nuôi cùng nuôi từ lúc cho 9 tháng. Đâu á, mà dư chị được 18 tuổi mà dư chị cũng ở với mẹ. Thì ba nuôi cho rồi. Bé này như bị thở nữa này. Tim phổi. Nhà mình nó đủ mọi cái thứ nhà. Giảm thần rồi suy dinh dưỡng, thiếu máu nặng, một tháng phải chuyên máu một lần. Tim bẩm sinh. Khổ nhà. Con nhỏ thế này mà. Thế thì mình nuôi đẻ ra cũng chả nuôi được con nha. Bệnh tật nhiều khổ. Cẩn thận đấy chị ạ, không rơi vào đầu ngay như cháu ốm đau cùng đến tỉnh viện nhi họ cũng đăng bài về anh ở thôn xã Hồng đăng bài kêu gọi thì cũng rất đủ tiền thì cũng trả để thuộc tháng của cháu thì một lò của cháu chỉ uống được có 10 ngày thôi. 10 ngày hết mà cứ một lò thuộc là 1 triệu. Nên là cũng nhờ công đông mạng họ cũng cho tiền để mua thuộc cho cháu. Con mổ thì họ bảo mổ 8 lượt. 8 lượt thì cháu cũng thể trụ nổi mà họ bảo nếu mà mổ không thành công thì phải ốm sạc cháu về. Nên là cũng sợ. Bởi vì cháu con bị cái giãn quả thần đấy, giãn lắm. Bố thì bây giờ là cũng bệnh tật rồi, bây giờ cũng chịu rồi. Không có giúp được cái gì cả. Tối đến thì cháu cũng đau là cháu cứ cho uống cái thuốc giảm đau. Khổ thế, không biết chị thư chị thấy cái gia cảnh nhà này nó như thế nào chị thư? Thương mấy mẹ con này. Sao để chia sẻ được để bé nhất nhà nó khỏe mạnh hơn này. Giờ mẹ thì phải là chỗ dựa cho các con nha. Thứ nhất là cố gắng để cho hai bé kia đừng có bỏ học nhá. Rồi cố gắng để chăm sóc bé này. Hôm nay các bác đến thì mới được nghe và hôm nay đến thăm cả nhà thấy cảnh như này. Đâu, bây giờ đi xuống nhà chú coi nào. Đang đi ở nhà ở gì? Đang xin gặp bà cho cháu xin chỗ ảnh. Long ơi. À. Rồi, đấy nhà đây đang còn dở dang ấy chứ. Đây đất của chủ. Đây của chủ đây. Đây đất của chủ. Đây đất của chủ. Đây là đất của chủ cả. Lắm ơi. Lấy mã bấm lấy điện thoại xuống thì mới chụp. Cái gì? Đây là cha. Con thấy cái ta đeo cái này không? Cháu biết. Yes. What's your name? My name is Lau. It's Lau. How old are you? How old? 13. 13 years old. 13, 13 tuổi nha. Đẹp trai nha. You're so handsome. Cháu không biết nói tiếng Anh lắm. Cháu nói được mấy câu thôi nha. Rồi con học lớp mấy? Con học lớp mấy? Lớp 7C. Là học lớp 7 rồi. Giải đang bóng. 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 Giải một em nữa đi học rồi à? Rồi hôm nay con phải ở nhà con đón cha đúng không? Chị Thư ơi, hôm nay là nó ở nhà đón đoàn, đón cha cho nên là phải nghỉ học. Rồi, đó. You're very good đó. Cô bảo là you are very good. Con rất là tốt, rất là ngoan. Rồi, bây giờ vô nhà. Bây giờ mẹ vô nhà đi. Mẹ vào đi con. Thế anh giỏi đấy. Biết hỏi tên cha.
À. Con đây là cha nhá, cha bên nhà thờ đó con có biết không? Bên nhà thờ đạo á. Con Giáng sinh á. Con có biết Noel không? Noel không? Ô, hôm nay qua mất Noel nữa chứ cái không chưa qua Noel thì cha lại cho con một cái bộ ông già Noel nhá. Ừ. Đấy. Đây là có phần quà nhá, để sơ cha đi, sơ cho nhá. Ừ. Cha sơ bên nhà thờ đạo. Long bê đi Long. Long bê cho mẹ đi con. Long bê bê mì nhá. Ừ. Ừ. Khỏe mạnh cố gắng nhá. Ừ. Nuôi con cái cũng như là cố gắng để con cái mà. Ừ. Đây, hổ. Đó, bà Nguyên là cho con nhá. Đó là quà của hội bảo trợ người khuyết tật trẻ mồ côi của huyện Hà Trung nhá. Ừ. Rồi còn mì gói đây là của cô Hồng Kông ở bên Minnesota gửi về. Mì nước ngoài đó nhá. Rồi còn các cái thứ nhu yếu phẩm ở trong đó. Ừ. Đây các thứ ở trong đó nhá. Rồi ở trong đó thì là có đây là thôi thì tiền này là dành cho Long nhá. Cái gì Long nhà họ tên là cái gì? Nguyễn Nhật Long. Nguyễn Nhật Long. À, thì đây là hôm vừa rồi thì cha đi xin tiền học bổng cho các cháu học sinh nghèo. Thì đây là số tiền là 200 đô la của cô Ngọc. Cô Ngọc là vợ của chú Hào nha, Ngọc Hào á, ở giáo đoàn Mẹ Thiên Chúa, thành phố Harrisburg, tiểu bang Pennsylvania. Đấy là con chiên cũ của cha ở bên đó, nhá. Gia đình của chị Ngọc Hào, anh Hào, chị Ngọc, rồi Trâm Anh, Thiên Nì. Đấy, đấy là bốn người trong gia đình của anh Hào, chị Ngọc, ở bên giáo đoàn Mẹ Thiên Chúa. Gửi cho con đấy là 200 đô la nhá. 4 triệu mấy? 600 đồng. Đó. Đó là 200 đô la tiền của cô Ngọc ở bên Mỹ nhá. Thì con nói tiếng Anh, con cảm ơn cô Ngọc. Thank you tiếng Anh. Thank you đấy con. Thank you. Thank you very much. Very much. For your gift. Thank you very much for your gift. Tức là cảm ơn cô vì cái món quà rất là đặc biệt giúp cho con nhá. Ừ. Rồi con nói tiếng Việt đi, xin được tiếng Việt. Cháu cảm ơn cô Ngọc nhiều. Ừ. Cháu hứa cô Ngọc điều gì? Học giỏi. Hứa cháu học giỏi. Hẹn gặp cô. Hẹn gặp cô. Có hẹn gặp cô không? Có. Tại Hà Long không? Hẹn gặp cô đi. Cứ nói ước mơ. Hà Long. Rồi bây giờ ước mơ của con là cái gì? Ước mơ. Hôm nay á. Bớt khổ có nha, không muốn trở thành cái gì, không muốn trở thành một cầu thủ bóng đá hay gì, không muốn cái gì mình cầu đánh cầu. Đánh cầu, đa cầu. Đó, thì thôi nhưng mà cha thì lại muốn con học tiếng Anh cho giỏi đi, rồi mai kia sang nhà chú Hào, nhà cô Ngọc sẽ nhận con làm con nuôi, rồi là cho con đi học ở bên Mỹ nhá. Bởi vì Trâm Anh cũng lớn rồi, anh Thiên Nì thì cũng lớn rồi, đi làm hết rồi. Bây giờ có Nhật Long nữa là ngon lành đúng không? Đấy, đấy là quà của cô Ngọc và chú Hào, Trâm Anh và Thiên Nì nhá. Ở giáo đoàn Mẹ Thiên Chúa từ bang Harrisburg, thành phố Harrisburg từ bang Pennsylvania bên Hoa Kỳ đã hỗ trợ cho con cái số tiền là 200 đô la nhá, cho con đi học nhá. Cảm ơn chị Ngọc và anh Hào, Trâm Anh và Thiên Nì rất nhiều đã giúp đỡ cho. Cảm ơn cô Hồng Kông và các ân nhân của ca tác Thanh Hóa. Rồi là ước nguyện của con thì sao? Ước nguyện của gia đình con làm sao? Thì muốn gia đình bớt khổ đấy. Bớt khổ thôi. Bớt khổ tức là có mấy nhà che nắng che mưa nhá. Ừ, đấy. Cái nhà thì là sẽ có mái che. Ý đó. Là thế gì? Đúng không? Cái nhà kia chưa có mái che đúng rồi. Không? Rồi nhà này khổ lắm quý vị ạ. Rất khổ, rất khổ. Xin quý vị hãy thương giúp đỡ cho cái gia đình khốn khổ này. Đó. Bố thì bệnh tật đang đi chữa bệnh, còn con cái nhau nhóc, nhà cửa không có, phải đi ở nhờ.
Xin hết lòng cảm ơn tất cả. Hành trình yêu thương của Caritas Thanh Hóa xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin quý vị hãy bấm vào nút đăng ký bên dưới video này và ấn vào nút chuông bên cạnh để chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.